Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đợt thi đua cao điểm có chủ đề Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng được thực hiện trong 75 ngày, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7. Nội dung đợt thi đua tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, của quân đội, về chính sách đối với người có công với cách mạng. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động nhạy bén đổi mới tư duy, đột phá sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, huấn luyện chuyên sâu. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đợt thi đua cao điểm Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 của lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó thể hiện trách nhiệm truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.